Xin chào các bạn. Mùa dịch các bạn ơi, ở nhà không không có biết làm gì, bây giờ phải đi nấu cơm, lục kiếm gì ăn nè các bạn ơi. Đi chợ cũng không được, đi chơi cũng không được, đi đâu cũng không được luôn. Hai chồng ở nhà nó ăn ngủ ăn ngủ. Nấu cơm ăn. Hai chồng ăn cá hồi này mình sẽ chiên, chiên và ăn cái này tạm qua mùa dịch nha. Cá hồi này thì mình sẽ ướp với cái gia vị của Mỹ các bạn nè. Ướp cái gia vị này nè, cái gia vị nướng thịt á thì mình ướp với cá hồi á, nó thơm, nó có cái mùi thơm với là nó độ mặn nó vừa phải các bạn. Mình chiên lên là mình ăn thôi nó ngon. Thì cái này mình chỉ việc rắc nó lên thôi, rắc nó lên hai bên, rắc đều hai bên mặt thì là mình sẽ để nó cho nó ngấm tí xíu cái mình chiên thôi các bạn. Ăn nó thơm lắm. Khỏi cần phải muối giống như Việt Nam mình. Vậy thôi, cái mình lát mình đem đi chiên. Mình nấu canh á, thì mình chỉ nấu một ít thôi các bạn. Lấy nước chicken rót này nè các bạn. Mình nấu, mình khỏi hầm xương á, mình nấu với cái nước này nó rất là ngọt nha các bạn. Đó thì mình ăn để cho nó có sức khỏe mà chống qua mùa dịch. Cái rau này, mua cả tuần nữa các bạn, hư hết. Mình sẽ cắt nó ra, mình rửa rồi mình cắt nó ra nấu canh cho nó mát. Ăn rau chống dịch các bạn ơi. Ống rau rửa còn được mấy cây các bạn. Mình cắt ra. Đây các bạn thấy ngon chưa? Tuyệt vời chưa? Đây hai cái cá này. Đó. Hai vợ chồng chỉ có nhiêu đó thôi. Mùa dịch. Hai miếng cá và một nồi canh. Ăn đơn giản các bạn ơi, chống dịch. Rồi, đã chiên cá xong, bây giờ mình sẽ nấu canh ha. Nấu canh miếng canh này. Nấu nhanh các bạn ha. Nấu một tí xíu là xong thôi. Rồi, bây giờ thì hai chồng mình sẽ ăn cơm. Chín rồi. Mời cả nhà ăn cơm với hai vợ chồng mình nha các bạn. Ăn cơm mùa dịch đơn giản. Mùa dịch. Tình hình chống dịch bên Việt Nam mình chắc cũng căng lắm rồi ha. Bên đây cũng căng lắm các bạn. Bây giờ người ta không có cho mình đi ra ngoài khỏi nhà nữa. Người ta kêu mình ở trong nhà để mà tránh dịch, tránh tụ tập với các bạn. Đây, mời các bạn. Cá. Ăn ngủ, ăn ngủ. Thất nghiệp hết rồi. Đồ ăn thì mình mua mình dự trữ trong tủ lạnh đó các bạn. Thì mình mua để dành cỡ 2 tuần. Thì ở bên đây thì người ta cho mình đi chợ, đi chợ để mua thức ăn. Nhưng mà người ta không cho mình tụ tập. Đúng rồi. Đó, tụ tập đông người để tránh lây lan đó các bạn. Bây giờ thì bên nước Mỹ nó cũng lây rất là nhiều rồi. Thì những cái và người ta thất nghiệp cũng rất là nhiều đó các bạn. Nên là mình cũng không biết cái công việc nó sẽ được mở lại bao lâu và cái dịch bệnh nó sẽ được đẩy lùi là bao lâu nữa. Là trên tinh thần là để chiến đấu các bạn. An toàn hơn là ở nhà ăn đi ngủ, đừng có bớt ra ngoài đường, dịch nó nhiều. Mà ăn ngủ hoài nó cũng chết đó các bạn ơi, mình đi làm cái mình quen á. Đúng rồi, tối ngủ không được. Giả tỷ mà mình được nghỉ ở nhà mà mình được đi đây đi đó chơi thì nó còn đỡ chết hơn là mình ở nhà mình cứ ăn xong rồi mình nằm, ăn xong mình nằm khó chịu lắm. Phát rất nhanh, nó hàng 40,000 phát bệnh nhanh lắm. Bởi vậy tốt nhất ở nhà biết ai bệnh ai quản gì. Còn ở đây không có đeo khẩu trang giống Việt Nam mình. Đeo khẩu trang với Mỹ nó hỏi mình tại sao mày không bệnh đâu, mày đeo khẩu trang mày làm cho tao sợ. Ở bên đây phong tục tập quán nó khác bên mình rất là nhiều.
mới có clip đó, mới đi chợ quay đó. Có người bình luận nó hỏi nói tại sao không đeo khẩu trang đó, không lẽ mình để đeo mình người ta không ai đeo. Vậy tôi bảo chứ rất bất chấp mấy người á, người ta cũng kỳ thị cái dân châu Á của mình đó các bạn. Nói là mình là người là đem lan truyền cái mầm bệnh qua bên châu Âu đó, nên là người ta cũng không thích người châu Á. Nó thấy mình đi ngang đi chợ, thấy đi ngang mà nó phân biệt ghê luôn á, nó chạy luôn á, né mình liền, không nhận được. Mình Việt Nam đâu phải Trung Quốc đâu, nó né. Nó đâu biết ai là Trung Quốc, ai là Việt Nam. Thấy mình né được. Ở bên đây các bạn, nó có cái đồ ớt ớt với cá rồi thịt tùy chiên á. Ngon. Ngon, nó thơm mà nó ngon lắm. Nó thơm cái mùi đặc trưng của nó. Nó pha trộn nhiều thứ vô. Mình á, người Việt Nam, người châu Á của mình á, mình nấu nước ở nhà mình ăn. Còn mấy người mà dân Mỹ ở đây á, ít nấu ăn lắm. Đang mua ở ngay mấy cái tiệm á các bạn, người ta mua đặt lên về nhà ta ăn thôi, ta không có nấu ăn giống người châu Á của mình á. Người ta bán Google mà, đi mua đi. Mình đang mình đã mua. Chồng mình nghỉ tới nay là được một tuần rồi các bạn. Một tuần rồi nè. Chỗ mấy chỗ làm của hai vợ chồng mình đóng cửa một tuần rồi đó. Mình kể nó tới đâu tính tới đó hả các bạn? Cho đỡ không cho cũng vậy thôi. Dịch mình đi ra ngoài là mình chết. Ở bên nước Mỹ này á, nếu mà người ta thất người dân người ta thất nghiệp nhiều quá, tại vì á người ta không có cái tiền dự trữ giống như mấy người châu Á của mình, thì người ta có như người ta xài hết như các bạn. Nếu mà thất nghiệp á kéo dài quá thì người ta sợ cái nạn cướp bóc á các bạn. Thì mà người ta không có tiền là ta dễ đi cướp bóc lắm, tại vì cái súng ống bên đây người ta rất là thoải mái các bạn đó. Thì mình cũng sợ lắm, nên là già ngon á, hạn chế ra ngoài cũng là tốt. Chỉ ra ngoài khi mà cần thiết thôi. Súng cây có mấy trăm đồng à, 200-300 mà. Khí hậu bên Mỹ này nó cứ thay đổi liên tục các bạn, lát nó lạnh lát nó nóng, cũng như là tự nhiên cái nó mưa, mưa xong cái nó nóng, nóng xong cái nó lạnh. Vậy đó các bạn, nó thay đổi liên tục mà. Bởi vì mình con người mình nó dễ bệnh lắm. Mà cái kiểu mà mình làm á, mình sống mà mình không vận động á, cơ thể mình nó cũng sẽ dễ bị bệnh. Chắc ở ngoài công viên bây giờ chắc nó không cho đi đâu ta hả? Ừ. Chắc nó nóng rồi đó. Nhiều người quá. Không cho tụ tập mà, nhậu nhẹt phạt luôn. Bây giờ cái lực của cái bang mình đó, cái tiểu bang mình là cái quận của mình đang thở thì người ta ra cái lực đó là cấm tụ tập ăn nhậu hay là đi ra ngoài các bạn. Nếu các bạn bị phạm lực đó thì người ta có thể phạt các bạn 180 ngày hoặc tù các bạn 180 ngày đó. Chỉ trừ khi các bạn đi ra ngoài mua nhu yếu phẩm như là thức ăn nè, hay là các bạn đi khám bệnh, hay là các bạn đi chăm sóc người già, hay là những cái công việc các bạn phải làm trong cái chợ, hay là những cái công việc mà người ta có thể cho mình làm á, thì mình mới thể đi ra đường thôi, chứ người ta không cho mình đi tụ tập ăn uống ăn nhậu giống như lúc trước nữa. Thì cái tình trạng lây lan về virus này nó rất là nhanh đó các bạn. Cấm không tụ tập ăn nhậu tiệc tùng. Ở Việt Nam mình nói chung là nó khống chế, nhà nước mình khống chế về cái virus này nó rất là, mình thấy hay á.
ở bên mình, ở bên Mỹ đây, tại vì người dân người ta chủ quan đó các bạn, người ta không có nghĩ này nó là nó quan trọng, nó không có nghĩ là cái này nó nguy hiểm tới cái mức như vậy. Bây giờ thì thấy nó lan nhanh trên cái nước Mỹ này quá nên là người ta mới hoang mang, người ta sợ đó các bạn. Chứ lúc trước là bên Trung Quốc bị đòn, bên đây người ta chưa có sợ đâu. Khi mà nó qua lan qua tới nước châu Âu nhanh quá nên là bên Mỹ này bắt đầu người ta mới báo động, mức báo động luôn các bạn. Thì bây giờ nó đã lây lan rất là nhanh rồi. Nó thì cái gì cũng vậy hết á, thì mình phải chung tay để mình hạn chế cái dịch lây lan đó, là bằng cách là mình ở nhà, mình đừng có tiếp xúc nhiều là cái đó là tốt. Ăn xong chơi game hả? Ăn xong chơi game ngủ. Không làm gì được. Chơi game xong ngủ. Còn ngủ thì ngủ. Ủa sao mà lên ăn, ăn xong chơi nếu game. Nếu mà trong cái bây giờ tới trường hợp bây giờ đi mà các bạn không có cái điện thoại, chắc các bạn không biết làm gì. Ngoài ngồi nhìn nhau. Không có điện thoại, không có wifi đâu. Chết. Mình đã quen với cái cách sống đó rồi, thiếu cái điện thoại chứ không thể nào quen được. Ở Cali cho không có cho thu tiền nhà nha, cho thấy cho nó thế cho đó. Nó nợ đó. Mình hình như chưa thấy chưa nghe. Tiền nhà, tiền điện, tiền ra, tiền điện thoại, tiền internet, bất cứ tiền. Không phải là mình không trả người ta, mà trong đại dịch này, trong đại dịch này là mình có lẽ là mình quên nợ người ta. Tới qua đó mình cứ trả từ từ lại. Chứ người ta không có ngân hàng không có kéo nhà. Cái mày không có tiền trả ngân hàng kéo nhà, cái này ngân hàng không có kéo nữa. Tại nó thất nghiệp tiền hơn đấy. Nó là có đại dịch rồi. Thì đó. Nó từ từ trả. Qua dịch nó từ từ trả ra. Chứ không phải lên tâm biển cho mình. Chứ vậy là được rồi. Ở nhà được sáng tới chiều gì tới tối. Cơ nhà nghe tiền đâu trả. Có đi làm được đâu. Nói chung đất nước nào nó cũng có cái khó của nó. Mỹ nó rộng lớn, nó giàu có thiệt, nhưng mà người ta cũng có cái khó của người ta. Không ai mà nói hay được. Cứ ở nhà ăn rồi ngủ chơi game, thôi thì ngủ không được, có mệt đâu ngủ, ở nhà nghỉ. Cái này mình uống nước nóng các bạn, uống nước nóng hay là nước trà nóng á, hay là nước gừng nóng, mình thấy nó tốt cho cơ thể của mình đó. Nên là các bạn cũng nên uống đi để cho nó sát khuẩn cái cổ họng của mình nè, trong khi có con virus nó chui vô đây nè, mà sao mình uống cái đó vô nó trôi xuống bao tử mình, nó bị tiêu diệt. Nó không bám vô cái cổ họng mình. Tại vì trong cái gừng với là trong cái trà đó nó có cái tính sát khuẩn cơ mà. Tốt lắm. Anh nấu nước trà các đó, bạn, nước gừng vô các bạn nên uống cái đó đi nha. Đừng có nên uống nước lạnh. Nước lạnh nó không tốt đâu. Nước lạnh nó sẽ làm con virus nó phát triển nhanh hơn đó. Một ngày hai bình trà, hai vợ chồng hai bình trà, mấy lát gừng bỏ vô rồi xong. Uống trà uống tới nửa đêm xong cái ngủ không được, cái nằm thức mở mắt đỏ vậy, nào ngủ thì ngủ nữa mấy tiếng xong cái dậy nữa đói bụng ăn tiếp, cứ uống vậy hoài. Với lại các bạn uống thêm vitamin C, uống nước cam nước chanh rồi đó, hay là ăn kẹo rồi vitamin C thì mình cũng sẽ phòng chống được, tăng sức đề kháng cho cơ thể mình, với là mình nên tập thể dục, vận động trong nhà mình cũng được, thì nó cũng sẽ tốt cho mình phòng dịch ha các bạn. Thì clip của mình xin tạm dừng đây nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của vợ chồng mình. Chúc tất cả các bạn cùng với gia đình được bình an trong mùa dịch nha. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Nếu các bạn thấy yêu thích kênh của hai vợ chồng mình thì các bạn nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ giúp hai vợ chồng mình nha các bạn. Bye bye các bạn. Bye.